Làng Chuông nằm ở khu vực Tây Nam Hà Nội, là một trong những làng làm nón lá nổi tiếng nhất Việt Nam. Bà Phương đã làm nón lá Việt Nam từ năm 7 tuổi. Tôi nghe dự báo thời tiết đấy, tuần sau là thời tiết là trời mưa cả tuần đấy. Thì hai ông sang thăm Việt Nam thì có thể các ông còn đi ra ngoài trời mà, thì các ông cầm đem hai cái nón đi để che mưa. Còn người chủ quán phở Thìn ở Hà Nội thì tuyên bố ông muốn phục vụ món phở của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Bà cũng lấy làm tất cả tự hào và vinh dự được những người đứng đầu thế nước trên thế giới nghĩ đến bề phở, nghĩ đến người Việt Nam, thì tôi là một trong số người Việt Nam tôi rất tự hào. Trong khi đó, chủ quán cà phê Giảng ở Hà Nội thì lại mời Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên nếm thử món cà phê trứng như là một biểu tượng của hòa bình. Hòa bình có nghĩa là gì? Món độc đáo nhất của Hà Nội, được giới thiệu quảng bá lên khắp thế giới.